Liz lên coi trước em. Ủa em đầu tiên ạ? À? Trời ơi. Trời ơi, giấu giấu vô nha em. Ừ, một mình biết thôi nha. Rồi cho anh coi coi chứ sao thấy mặt hơi kỳ em. Ý những cái này á, một mình biết thôi. Một mình biết. Đừng nói với ai hết. Ủa, sao anh biết của em? Anh cũng biết. Anh được biết, tại vì anh là MC mà, anh có gì đâu. Này. Đây là nhân vật cũng bí ẩn nè. Bởi vì cũng là diễn viên, cũng cá tính, cũng mạnh mẽ. Anh muốn nói điều gì với quả cầu này? Anh muốn nói là anh không có gì để nói hết. Cảm ơn anh về chỗ. Tiếp tục. Rosie, số 8. Con số cuối cùng trong bộ số của chúng tôi ngày hôm nay, liệu rằng Rosie của chúng ta là ai? Mấy cái là này. Ai đoán xem? Đoán xem về chỗ em ơi. Rồi, tiếp tục bảo biết mời em. Trời, số 1 nha, bắt đầu nha. Người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt nha. Vợ chồng mình phải coi chung anh. À chà, quên. Em ơi, đôi khi những cái giá trị này á, không phải ai cũng có được đâu nha. Em thôi, hiểu, chắc đổi MC quá. Em hiểu luật chơi chưa? Dạ, lát nữa em vô trong em hỏi anh. Trời đất ơi, chưa biết chơi để về chỗ. Trời ơi, vợ chồng nữa chứ, đổi MC quá mấy đứa ơi. Thôi mà, vô, khi, thấy em. Em hối lộ tôi cũng không được cái gì đâu, anh ơi. Em thực sự rất là buồn khi mà em không có được chọn số. Em là bốc cuối cùng rồi nha. Coi như là số phận. Số phận nha. Coi chừng rớt em. Không không? Bé thầm lặng đi về luôn. Nào Hiếu, mời em. Mọi người coi thật là kỹ nha. Tại vì đôi khi á, có những cái sự biểu đạt mà nó lộ liễu á. Dạ. Là mình phát hiện ra liền. Em có nên cho anh coi không? Có. Người miền Tây thật thà chất phát. Tự nhiên hồi nãy em cầm lên thấy nó nhẹ mà giờ giờ nặng nề quá hả? Rồi về. Ok. Anh nghĩ đi, chỉ cần đi hai lượt là ngon rồi. Đi. Chuẩn bị. Rồi hay quá. Tách nhau ra một chút. Giữ thăng bằng. Hay quá anh ơi. Sang ơi. Ơi rồi. Dễ. Đúng rồi. Từ từ anh, từ từ anh ơi, rồi, Sang ơi, từ. Chắc không cần phải ra hai góc. Đâu ấy ra. Từng người bỏ ra thôi. 3. Yeah. Ra góc mình. Ráng một cái nữa. Cuối rồi. Ráng bằng thôi. Chúng ta còn lại tới 38 giây. 3. Lẹ. Cẩn thận nha, cẩn thận. Rồi. 2. Trời quá. 20 giây. Chị ơi, chậm thôi, cái cuối nha, không để rớt cái này. Coi chừng nha, cẩn thận nha. Coi chừng rớt cái cũ nha. Chậm. Ai. Rồi, xong. Trời ơi.